Xin chào, các bạn đang được theo dõi cái màn hình máy tính của mình. Thì như hôm trước thì Click3 Channel đã có một cái event nhỏ nhỏ, đó là có một cái phần quà là tặng các bạn chiếc Nokia 7370. Bây giờ thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm người chủ sở hữu của cái giải thưởng này. Đầu tiên thì cái thể lệ thì mình sẽ lựa chọn đó là ba số cuối của giải đặc biệt ngày 13 tháng 6 năm 2015. Thì các bạn có thể thấy được là kết quả số miền Bắc ngày 13 tháng 6 năm 2015 này. Đây chúng ta có số là 24282, tức là ba số cuối sẽ là 282. Và bây giờ hãy quay trở lại đến cái phần những tổng hợp những comment của mình. Thì đây chính là video của Evan tặng chiếc lá điện thoại, là mình đã loát hết những cái comment của các bạn. Cũng rất cảm ơn các bạn khi đã rất hưởng ứng tham gia cái event này của mình, tuy là phần quà rất là nhỏ, mang tính chất gọi là vui vẻ là chính. Rất cảm ơn. Mình đã loát hết, các bạn có thể thấy đây, đã không còn cái chữ loát more nữa. Bây giờ mình sẽ tìm đầu tiên là số 282. Không có, giờ là sẽ là 283. Tại vì mình có trong cái thể lệ mình đã nói rõ, đó là những số lớn hơn và gần nhất. Thì giờ sẽ tìm về 283. Có bạn Chín Nguyễn, số may mắn 283, link Facebook ở đây. Hãy kiểm tra xem bạn có share không nào. Chiến Nguyễn à, có trong friend list của mình. Tận Lào Cai ta, xa ghê ta. Loát nào. Đâu ta. Bao nhiêu ngày 1 tháng 6 không có. 30 tháng 5 không có. 29 tháng 5 không có. Rất đáng tiếc bạn Chiến Nguyễn. Bạn đã comment đúng như những gì mình yêu cầu, đó là số may mắn, tên cũng như link Facebook. Nhưng khi vào kiểm tra Facebook thì bạn đã không share video của mình. Khá là đáng buồn. Sẽ bỏ qua. Khá đáng tiếc. Giờ chúng ta sẽ tìm kiếm với số 283. Còn số nào đã không hết mất rồi. 284. Một số 284. Một số 284 nữa. Tức là chúng ta sẽ có hai kết quả 284. Hãy kiểm tra bạn nhóc tì nhóc lì trước nào. Tên là Lê Minh Nhật. Có không ta? 11 tháng 6 này, không có. Rất vui. Bạn đã có share cái video này của mình vào ngày 8 tháng 6. Và ok, bạn Lê Minh Nhật sẽ là chủ nhân của giải thưởng, đó là chiếc Nokia 7370. Xin cảm ơn bạn và xin chúc mừng bạn một lần nữa. Như các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta có hai bạn cùng comment số là 284. Tuy nhiên thì theo như YouTube đã sắp xếp thì nó sẽ sắp xếp theo kiểu dạng từ trên xuống dưới, tức là comment sớm thì sẽ lên trên. Và như chúng ta có thể thấy ở đây thì là bạn nhóc lì đã comment trước so với bạn là bao nhiêu nhỉ? So với bạn là bạn Nguyễn Văn Nam. Thế nên là cũng khá là đáng tiếc cho bạn Nguyễn Văn Nam khi đã comment sau bạn nhóc lì. Xin chúc mừng bạn nhóc lì một lần nữa. Mình sẽ vẫn còn rất nhiều những event khác nữa, vẫn còn rất nhiều những quà tặng khác nữa gửi đến cho các bạn. Và các bạn hãy cố gắng theo dõi trên kênh Click3 Channel cũng như Facebook Click3 chọn mua để có thể cập nhật những event một cách sớm nhất. Và hãy cố gắng comment cũng như like share một cách nhanh nhất để mà có nâng cao được cái tỷ lệ mà các bạn có thể trúng được cái phần thưởng của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những event lần sau nhé.